Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, giá Honda Winner 150 đã rất thảm hại, rất khủng khiếp, rất tàn bạo và giá của nó chỉ là 38 triệu đồng. Thì theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ autobuy.vn cho biết là nếu như khách hàng mà khéo mặc cả thì không khó để mua Honda Winner với giá từ 38 cho tới 39 triệu đồng. Câu chuyện được kể lại rằng đầu tuần qua, anh Hải ở quận Thanh Xuân đã mua được một chiếc Honda Winner 150 từ một đại lý tại khu vực Hà Đông với giá 40 triệu đồng nhờ tìm hiểu trên mạng xã hội. Anh cho biết là chưa bao giờ giá Winner 150 lại rẻ và phải nói là rẻ tàn nhẫn như vậy. Đại lý lại dễ tính như lúc này khi mức giá 40 triệu đồng được áp dụng với bất kỳ Honda Winner màu nào, kể cả cái loại màu mà mới ra. Hoặc là có thể lựa mua cái màu cao cấp hay phiên bản thể thao đều được. Theo tìm hiểu của autobuy.vn thì Winner 150 đang rơi vào tình trạng ế tàn nhẫn, phải nói là ế sưng ế xỉa lên tại cái khu vực Hà Nội kể từ thời điểm chính thức bán hàng cho đến nay. Đã được gần 5 tháng rồi, nhưng mà do nguồn cung rất là dồi dào, vô cùng ổn định trong khi nhu cầu cực kỳ yếu ớt. Và một số các đại lý Honda tuần qua đã đột ngột giảm giá bán lẻ Honda từ mức 41 đến 42 triệu đồng xuống khoảng 40 triệu đồng với các màu. Các phiên bản dù đề xuất phiên bản cao cấp hơn, tức là cái phiên bản cao cấp thì giá đề xuất cao hơn giá 500 ngàn, nhưng mà các đại lý cũng gọi là bán bằng mọi giá, cố gắng tống đẩy bán, tống bán tháo đi vì cái xe này thì chẳng được ưa chuộng và nó cứ ế sưng ế xỉa nằm ở trong kho nhìn rất là tức mắt. Chính vì vậy là một số cái đại lý còn sẵn sàng giảm giá Honda Winner chỉ với 38 triệu thậm chí 39 triệu đồng nếu khách hàng khéo mắc cả, để gọi là bán đi một cái cục nợ, một cái của nợ này. Đại lý không muốn nêu tên cho biết từ đầu tháng tới nay dù xoay sở mọi cách tặng 500, 1 triệu thậm chí là giới thiệu người mua Honda Winner 150, nhưng đại lý cả tháng chỉ bán được có 3 xe Honda Winner, mà cái lượng xe mà giao về cho từng đại lý thì 10 xe mỗi tháng. Như vậy là 5 tháng thì giao về 50 xe và bây giờ vẫn còn nằm ở trong kho tới hơn 40 xe, mới chỉ bán được chục chiếc xe. Như vậy là phải nói rằng là đây là một cái của nợ của các cái đại lý. Thì trái với cái cảnh trước đây, cái cảnh lúc mới ra thì hét là năm mấy triệu chưa đăng ký, thì bây giờ giảm giá thì phải nói là quá là tàn nhẫn. Quá là tàn nhẫn, và ai mà mua được cái lúc này thì phải nói là cũng là mua được với cái giá hợp lý, giảm giá 7 từ đến 8 triệu đồng so với giá đề xuất, thì mỗi xe bán chúng em lỗ từ 4 đến 5 triệu mà vẫn không thể bán được. Đại diện một đại lý vô cùng ngán ngẩm, ngao ngán chia sẻ sự ế ẩm của Honda Winner 150 tại Hà Nội thì trái ngược với cái con số thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy là VAMM trên phạm vi cả nước. Theo nguồn tin của autobuy.vn thì doanh số cộng dồn gần 4 tháng tính đến hết tháng 9 năm 2016 của Winner thì đạt là 23.653 xe, chỉ bằng 1/3 doanh số của đối thủ Exciter, là cái ông hoàng, ông vua đường phố mà được tự phong đấy, trong cùng giai đoạn. Mặc dù có thiết kế phải nói là cực kỳ xấu về cái phía đằng sau, chính vì thế nên là những khách hàng trẻ tuổi thì họ quay ngoắt 180 độ với Honda Winner 150. Mặc dù là Honda nói là hướng tới người tiêu dùng trẻ tuổi, nhưng mà hướng tới ở đây là các anh hướng về cái hướng của các anh chứ không phải hướng về cái hướng của khách hàng, mà khách hàng là cái người lựa chọn quyết định cái sản phẩm đấy là nó có phù hợp không, nó có hấp dẫn hay không bằng cái sức mua. Thì đây là một cái phải nói là một cái cú giáng rất mạnh từ cái việc mà không ủng hộ cái sản phẩm của khách hàng đối với cái Honda Winner. Quý vị có thể thấy là cái phần đuôi của nó quá xấu, yên ngồi thì quá cứng. Mặc dù có những các cái điểm tốt là máy nhập rồi động cơ DOHC rồi tiết kiệm xăng rồi phuộc êm, nhưng mà về cái hình thức tổng thể thì nó không làm thỏa mãn được cái ý thích, cái tôi và cái nhu cầu thích thể hiện bản thân của những người trẻ tuổi. Chính vì thế là những người trẻ tuổi và những người có nhu cầu mua xe côn tay là họ thay vì chọn Honda thì họ chọn Yamaha. Chính vì thế mà Honda Winner rơi vào cái cảnh gọi là ế ẩm một cách là thậm tệ,
mà chúng tôi dùng cái từ gọi là ế tàn nhẫn, ế tàn bạo, ế sức ế xỉa, là ế không có người hỏi. Ai đời mà nhập về 50 con xe mà trong mấy tháng trời bây giờ vẫn còn hơn 40 con xe tồn trong kho để phải bán giảm giá, chịu lỗ 4 triệu đến 5 triệu. Nhưng mà thực chất mà nói là nói lỗ 4 hay 5 triệu thì đấy là trong cái chiến lược kinh doanh mà thôi. Bây giờ ví dụ như các bạn thấy là có những đại lý đấy họ bán SH họ lời 12, 15 triệu một con thì bây giờ không vấn đề gì hết. Tự chung lại là họ vẫn lời. Trong cái chiến lược kinh doanh của họ có những cái sản phẩm nó không ưng ý thì thôi, phải gánh, phải chịu thôi. Chứ còn ví dụ như cứ như SH này, Vision này, rồi là Airblade này là đều bị đội giá cao ngất ngưởng. Người tiêu dùng thì cứ cắn răng mà chịu đựng, bởi vì không mua thì không mua như xe thì biết mua ở đâu, vì các ông ấy bắt tay với nhau, các ông hợp tác với nhau rồi. Nên là thôi thì cũng phải là chấp nhận, ngậm ngùi đắng cay thôi. Mình tuy là có tiền đấy thì mình có quyền, nhưng mà cái quyền này thì gọi là quyền chấp nhận thôi, chứ không phải là cái quyền đàm phán đối với những các cái mẫu xe mà nó hot. Ví dụ như SH bây giờ thì SH 2017 đấy là không còn đủ xe để mà bán, cứ phải đặt tiền trước đó. Thế còn Winner này thì thôi đấy, nếu mà ai mà mua xe thì tại thị trường Hà Nội đấy, khẳng định với các bạn là giá bây giờ chỉ 38-39 triệu nếu bạn khéo mặc cả đó. Thì đây là một cái thông tin mà cũng là gây bàng hoàng cho cái giới chơi xe. Một cái sản phẩm mà lúc đầu nó được hét giá rất là cao, trên 50 triệu thì bây giờ nó đã rơi một cách tự do về dưới giá đề xuất, không những là thấp hơn 2-3 triệu mà thấp hơn rất nhiều, 7-8 triệu. Thế nên là thôi bây giờ cái này thì anh em cũng tùy tâm thôi. Thực sự như là bây giờ có phân tích nó hay nó đẹp thì cái thực tế là cái người mua xe họ trả lời cái câu hỏi đó rồi. Và bây giờ cái việc mà có lựa chọn quyết định là mua Honda Winner hay không thì nó thuộc về cái vấn đề là còn là tâm lý số đông và cái hình thức. Thì ở những cái bài video trước mình cũng có phân tích cho quý vị và các bạn là rất nhiều người nói cái quan điểm là em chỉ cần thích cái xe nó đẹp thôi. Bây giờ tốc độ, ví dụ như là tốc độ và xăng em không quan tâm lắm, bởi vì nó mức chênh lệch nó không nhiều. Tốc độ thì có bao giờ em đi max speed, ví dụ như là em đi đến 140 hay 150 cây số một giờ đâu mà em cần. Đi trong phố em chỉ cần 5, 6, 7, 80 cây, thậm chí 90 cây cũng đã là quá đáng lắm rồi. Thế còn cái mức tiết kiệm xăng thì ví dụ 100 cây ăn 2 lít, thế còn 100 cây mà 1 lít 8, 1 lít 9 thì cũng chẳng đáng là bao nhiêu, cũng không quan trọng lắm. Và hai nữa là khi mà mua cái Honda Winner thì bây giờ gái nó lại không thích ngồi lên đằng sau, nó lại chê xe xấu. Mà em là thanh niên em đi cưa gái mà bây giờ gái nó chê xấu thì mất điểm, bị trừ điểm thì em không thích. Đó là tâm sự của rất nhiều những chàng trai ở trong cái giai đoạn mà chuẩn bị mua xe, thì họ có những các cái suy nghĩ và cái tâm lý diễn biến của họ là như vậy. Thế còn Winner thì nhiều người chê, các ông già thì khen bảo là tiết kiệm xăng, bán đi thì có giá. Thế nhưng mà những ông già thì bây giờ ông ấy toàn mua xe tay ga, chứ bây giờ ông già nào mà mua côn tay đâu. Đấy, bởi vì tuổi cao sức yếu rồi, sức đâu nữa mà chạy. Chỉ có những cụ khỏe thì chạy được, chứ còn những cụ yếu thì thôi, ta cứ xe tay ga cho nó lành. Chính vì thế là tại cái thị trường Hà Nội thì quý vị biết là với cái mùa đông như vậy mà đi cái con Honda Winner về thì đi một vòng ví dụ khoảng 2-3 cây số mà trong cái trời mưa phùn gió bấc thì thứ nhất là nó vẩy bắn lên đến tận cổ, vẩy bắn lên đến tận cổ bùn đất, rồi giày dép các thứ quần áo là bẩn như một con trâu vừa đi cày về, thì chắc chắn là quý vị sẽ cảm thấy là không thích bằng một cái chiếc xe tay ga, đúng không? Đấy. Thế còn bây giờ thanh niên nó thích đua bơi, thích này nọ thì nó lại có được đua đâu mà nó cần cái tốc độ quá là cao như thế. Kế đến là cái việc là cái hình thức, thì nếu nhắm tới giới trẻ thì phải chuộng hình thức, trong khi cái đuôi đằng sau thì nhìn nó vô duyên xấu xí. Các bạn đừng nói là bảo kỹ sư của Honda giỏi. Ừ, đồng ý là ông giỏi, nhưng ông tạo ra một cái sản phẩm mà người tiêu dùng người ta không chấp nhận, cái cộng đồng người ta không đón nhận, người ta không mua nó, người ta không ủng hộ nó, thì ông không bán được thì chắc chắn ông sẽ rơi vào cái tình trạng phá sản thôi. Các bạn đừng có cãi trời cãi cối. Ví dụ như những các cái sản phẩm đây nhá, Nokia có bền không?
có tốt không? Có tốt, thương hiệu có không? Có, nhưng tại sao vẫn bị phá sản? Bởi cái sự cạnh tranh chóng mặt của thằng Samsung và thằng iPhone. Đấy, quý vị cứ trả lời cái câu hỏi đó đi. Rất nhiều thằng lớn đã chết rồi, Motorola đã chết rồi, BlackBerry cũng chết rồi. Đấy, mặc dù nó là những các cái thần tượng về công nghệ thì thôi, cũng đây là cái quan điểm cá nhân của mình, thì mình chỉ muốn phản ánh cái giá của Honda Winner hiện nay nó đang là như vậy thôi. Thì chân thành cảm ơn các anh em đã quan tâm theo dõi, và đừng có tiếc like cho cái video này, và cũng đừng tiếc comment hoặc là đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.